sâu trong vùng nông thôn nước Mỹ, có một thị trấn nhỏ tên là Miller Hollow gần đây bị người sói xâm nhập. Mỗi đêm, những vụ án giết người được thực hiện bởi người dân của thị trấn. Những người bị hiện tượng bí ẩn có thể là do hiệu ứng nhà kính đã biến thành người sói. Đã đến lúc kiểm soát và tiêu diệt thế lực tà ác cổ xưa trước khi thị trấn mất đi những cư dân cuối cùng. Và nhân tiện, trên Netflix đang có phim Family Pact nói về ma sói, thì mình cũng làm hướng dẫn về tựa game The Werewolf of Miller Hollow, tức là ma sói cơ bản. Nó cũng liên quan đến character, nhưng mà character mình sẽ nói sau nha. Đến với ma sói cơ bản thì theo như mô tả của nhà phát hành ấy, trò chơi này chơi được từ 8 đến 18 người trong vòng 30 phút và có 24 nhân vật cơ bản. Đầu tiên là chúng ta sẽ có sói này, Tiên Tri, Săn, Cupido, Phù Thủy, Cô Bé, Tên Trộm, chức năng cảnh sát trưởng và 13 dân. Sói thì chúng ta là có 4, 13 cộng 4 là 17, cộng lại 7 cái chức năng này. Chức năng này thêm thôi. Đấy. Vậy nên là chúng ta sẽ có là 24 thẻ nha. Và nếu như các bạn thắc mắc là tại sao không có những cái role nó như là sói nguyền, hay là không có role như là bảo vệ này, thì nó sẽ có, nhưng mà không ở trong video này nha mọi người. Những nhân vật phải có trong trò chơi này để chính là Tiên Tri và sói. Còn mấy phần còn lại các bạn sẽ setup sau nhé, tùy theo cái mong muốn của các bạn. Với từ 8 đến 11 người chúng ta sẽ chơi là 2 sói, từ 12 đến 17 người chúng ta sẽ chơi 3 sói, và 18 người chúng ta sẽ chơi 4 sói. Và mục tiêu của trò chơi này thì chính là dân thắng khi tiêu diệt hết sói. Và sói thắng ấy, theo luật thì là phải tiêu diệt được hết dân, tức là chỉ còn sói không. Tuy nhiên thì nếu mà số dân bằng số sói ấy, thì dân đã không còn cửa gì để hành hình được sói rồi. Vậy nên là mình có thể rút gọn thành sói thắng khi số dân còn lại bằng với số sói. Để setup trò chơi này thì chúng ta sẽ lấy số dân này, số sói này phù hợp với lại lượng người chơi và trộn đều lên. Sau đấy chia cho mỗi người một thẻ. Và nếu mà trong cái trò chơi này của bạn có kẻ ăn trộm thì các bạn sẽ chia dư ra 2 thẻ nha. Sau khi mà đã nhận xong thẻ của mình thì tất cả người chơi sẽ xem cái chức năng của bản thân và úp xuống không cho người khác biết. Các bạn không thể leak cái thông tin của mình cho người khác được. Có một cái thẻ là thẻ cảnh sát trưởng này thường sẽ có trong trò chơi. Thì khi mà các bạn xem xong nhân vật đội, chúng ta sẽ tiến hành tranh luận và vote xem ai làm cảnh sát trưởng. Người cầm thẻ cảnh sát trưởng này sẽ có tác dụng là một vote của họ sẽ tính là 2 vote. Nhưng mà các bạn không được chia 2 vote ra mà phải đi thẳng vào một người. Và nếu mà cái người cầm cái cảnh sát trưởng này mà bị hành hình ấy, hay là bị ăn thịt ấy, thì các bạn sẽ phải truyền lại cho một người chơi khác theo cái lựa chọn của các bạn. Và sau khi mà tất cả người chơi đã xem thông tin của mình, chúng ta sẽ bắt đầu trò chơi. Thường thì sẽ bắt đầu với đêm đầu tiên. Màn đêm buông xuống, thị trấn chìm vào giấc ngủ. Mời mọi người nhắm mắt. Kẻ trộm thức dậy. Bạn được chọn một trong 2 lá bài còn thừa. Tuy nhiên, nếu có sói, bạn phải chọn sói. Bạn sẽ thực hiện chức năng của nhân vật đó từ giờ đến hết trò chơi này. Cupid thức dậy. Chọn 2 người chơi. 2 người này trở thành true love của nhau. Cupid nhắm mắt lại. 2 người được chọn mở mắt. Nhìn nhau và cho nhau xem chức năng. Nếu là 2 dân hoặc 2 sói thì không có điều gì xảy ra cả. Tuy nhiên, nếu có 1 dân và 1 sói thì các bạn trở thành phe thứ 3 và nhiệm vụ của các bạn là tiêu diệt toàn bộ những người còn lại trong thị trấn và trở thành kẻ sống sót cuối cùng. Cặp đôi Cupid này vì là true love nên là không lừa dối nhau và cũng không được vote hành hình nhau. Cặp đôi nhắm mắt lại và khi một người trong cặp đôi bị hành hình hay bị ăn thịt, người còn lại cũng sẽ chết theo. Tiên Tri hãy thức dậy và soi một người để biết nhân cách thật sự của họ. Theo luật thì người kể chuyện sẽ cho Tiên Tri xem luôn lá bài đấy là gì. Điều này lý giải lý do tại sao mà Tiên Tri luôn luôn phải xuất hiện trong trò chơi và nó rất là mạnh. Ngoài ra thì cũng không có những cái chức năng khác bởi vì Tiên Tri có thể biết rõ ràng đó là ai. Nhưng mà chúng ta có thể thêm một cái luật, đấy là Tiên Tri chỉ được biết là cái người đó là sói hay không thôi. Thì chúng ta sẽ có thể quy ước, đấy chính là
như này. Là sói, còn như này thì không phải là sói. Tiên tri chìm vào giấc ngủ. Sói thức dậy. Chọn mục tiêu để ăn thịt đêm nay. Cô bé Tí Hí trong khoảng thời gian này có thể mở mắt để nhìn xung quanh. Tuy nhiên nếu mà bị sói phát hiện ấy, thì cô bé Tí Hí sẽ chết trong im lặng và bị hoảng loạn. Sói sau khi chọn mục tiêu sẽ nhắm mắt lại và đi ngủ. Phù thủy thức dậy. Tôi sẽ cho bạn biết ai là người đã bị sói cắn đêm vừa rồi. Bạn có hai bình thuốc, bạn có muốn sử dụng không ạ? Thì theo quy ước mà game đưa ra, phù thủy có hai bình thuốc và nó sẽ được quy ước là như thế này. Chỉ lên là bình cứu và chỉ xuống là bình giết. Chỉ cần phù thủy ra hiệu hoặc như này, tức là phù thủy muốn sử dụng. Và sau khi làm thế xong thì phù thủy chỉ việc chỉ mục tiêu là xong. Sau khi mà phù thủy đi ngủ cũng là lúc mà toàn bộ dân làng thức dậy. Mặt trời lên rồi, tất cả mọi người thức dậy, mở mắt, trừ người đã bị giết hại hôm trước. Thì khi này tất cả người chơi sẽ mở mắt ra và nhìn nhau. Khoản trò sẽ thông báo ai là người bị giết, và người chơi đó thì sẽ bị loại khỏi trò chơi. Ở trong trường hợp này, người bị giết là người này. Wow, thật không may, đó là thợ săn. Thợ săn khi bị giết bởi sói cắn hay bị vốt bởi dân làng thì sẽ luôn luôn được hồi mã thương. Anh ta sẽ được quyền bắn vào lúc chăn trối của mình. Và anh ta chọn tiêu boom như thế này. Đến. Sau khi mà đã giải quyết xong sự kiện vào đầu buổi sáng, chúng ta sẽ đến thời gian thảo luận và tranh luận. Mọi người có thể đồng ý hoặc là phản đối nhau thoải mái, không sao cả. Và sau khi mà thời gian đã hết, thường là khoảng 2 đến 3 phút ấy, thì chúng ta sẽ tiến hành vote. Nếu mà một người có nhiều lượng vote nhất thì người đó sẽ đi lên dàn treo. Và người đó sẽ có tầm khoảng 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. À nhầm, 30 giây để phản biện cho bản thân. Cuối cùng thì người dân sẽ quyết định là đưa người đấy trở lại bàn chơi hay là loại bỏ khỏi trò chơi. Vẫn nhớ một cái quy định, đấy chính là trong cặp đôi á thì không được vote hành hình nhau. Và sau khi mà vote xong thì chúng ta lại vào ban đêm. Nhưng mà lúc này thì chúng ta sẽ không gọi các nhân vật như là trộm, Cupido hay là cặp đôi dạy nữa, mà chỉ là tiên tri, sói và phù thủy thôi nhé. Game sẽ hoạt động cho đến khi mà một trong các điều kiện thắng xảy ra như mình đã nói. Và để các bạn không phải nhớ lại nữa thì mình sẽ nói lại điều kiện thắng. Thứ nhất, đối với dân thì phải tiêu diệt được hết sói. Thứ hai, đối với sói thì phải tiêu diệt sao cho số dân còn lại nhỏ hơn là bằng số sói. Hoặc là chơi khô máu theo kiểu là tiêu diệt hết dân cũng được. Điều kiện thứ ba, đấy là khi có cặp đôi Cupid, là nếu như họ đến từ hai phe khác nhau thì mục tiêu của họ là tiêu diệt toàn bộ những người còn lại, kể cả sói, trong thị trấn. Và đó là toàn bộ cách chơi của tựa game The Werewolf of Miller Hollow. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau về ma sói nhé. Bye bye.